khi thị trường khó khăn, anh chị và các bạn bị lỗ nặng trong thương vụ đầu tư thì các tổ chức tài chính cũng sợ rằng anh chị sẽ lỗ nhiều hơn và sẽ gây ra mất mát cái tiền vốn mà đang vay của họ. Trong các cái hợp đồng vay mượn, họ đều ghi rõ rằng là họ có quyền xử lý tài khoản để thu nợ khi nào. Chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn quay lại với Thắng ơi TV. Thưa anh chị và các bạn, là sau video của ngày hôm qua, Thắng đã chia sẻ với anh chị và các bạn về bí mật của lòng tham. Thì trong cái video mà chia sẻ với anh chị và các bạn thì Thắng đã nói với anh chị và các bạn về việc là lòng tham thì nó vốn dĩ nó có trong tất cả mọi người, và thường thì nó sẽ được kích hoạt lên, được thúc đẩy lên vào nhờ vào các cái kế hoạch của các cái nhóm, các cái tổ chức, và nó sẽ làm cho chúng ta gọi là bỏ qua hay là thậm chí là lờ đi hay phớt lờ đi những cái cảnh báo, cũng như là chúng ta bỏ qua cái gọi là ý chí của mình. Chúng ta sẽ thường phớt lờ đi những cái ý chí của mình, những cái mà chúng ta đã tính toán, đã quan sát, đã nhìn nhận, đã đánh giá trước đó, để chúng ta nhanh chóng tham gia những cái thương vụ mà cái rủi ro của các cái thương vụ đó thì nó khá là tiềm ẩn, nó khá là lớn, và đôi lúc nó sẽ đem lại những cái thiệt hại mà chúng ta thực sự là sau khi nhận ra thiệt hại thì chúng ta mới nói với nhau một câu là có biết. Tuy vậy thì lòng tham thì nó được kích thích, và nhưng mà nó là cái sự chủ động của chúng ta có tham gia hay không tham gia. Còn sợ hãi thì sao? Thưa với anh chị và các bạn, sợ hãi thì trong tất cả phần con của con người, ai cũng có cái sợ, cái gọi là sợ hãi. Không sợ cái con vật này, con vật khác. Có người thì sợ rán, có người thì sợ tai nạn, có người thì sợ bệnh dịch, có người thì sợ chết. Phần lớn thì chúng ta ai cũng sợ chết, và nỗi sợ trong mỗi con người là rất lớn. Cái nỗi sợ nó sẽ tác động vào hành vi não và nó làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi và sẽ đưa ra những cái quyết định sai lầm. Thì nỗi sợ hãi nó được kích thích như thế nào, nó được xây dựng ra làm sao trong các cái hoạt động đầu tư? Thì thưa anh chị và các bạn, là khi mà chúng ta tham gia đầu tư ấy, thì khi mà những cái thời điểm mà giá cổ phiếu hay là những cái tài sản, những cái bất động sản mà quý anh chị và các bạn, ví dụ như là bất động sản anh chị và các bạn vừa mua vào nhưng mà nó bị giảm giá, hoặc là chứng khoán anh chị và các bạn vừa mua vào nhưng mà nó ngay lập tức bị giảm giá. Đầu tiên thì nó sẽ giảm 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Và những cái lần giảm như vậy thì nó sẽ tác động gọi là hàng ngày vào cái hành vi não của chúng ta về cái số tiền chúng ta bị mất tính trên tỷ lệ phần trăm. Sau đó thì chúng ta sẽ ế oải trong các cái hoạt động thông thường, và mỗi tối hay là mỗi các cái thời gian mà anh chị và các bạn ngừng giao dịch ở trên thị trường chứng khoán, cũng như là có thời gian để ngồi tính toán và suy ngẫm về cái thiệt hại của mình, thì anh chị và các bạn cảm thấy rất là bứt, rất khó chịu, thậm chí là muốn buông bỏ. Nhưng ở những cái mức độ mà một vài phần trăm trong cái khả năng có thể chấp nhận được thì anh chị và các bạn sẽ thường là không quan tâm nhiều lắm. Khi mà cái tỷ lệ thua lỗ của anh chị và các bạn bắt đầu tăng cao trên 10% thì cái việc mệt mỏi sẽ được đẩy lên cao trào. Mỗi buổi tối anh chị và các bạn sẽ thường cập nhật nhiều các cái thông tin hơn, xem báo, đọc nhiều các cái thông tin để đánh giá lại cái khoản đầu tư hoặc là cái khoản mà kinh doanh của mình xem là nó như thế nào. Càng làm như vậy thì anh chị và các bạn càng bị rối trong cái chu trình gọi là sợ hãi. Sợ hãi, sợ bị mất tiền, sợ bị mất nhiều tiền hơn nữa. Nhưng những cái giai đoạn trên 10% thôi thì anh chị và các bạn vẫn không, gần như là vẫn cứ cố gắng để có thể duy trì và hy vọng rằng là chúng ta sẽ tìm ra được cái lập luận nào đó để chúng ta có thể là khoản đầu tư của chúng ta sẽ quay trở lại với cái giá gốc ban đầu, khoản đầu tư của chúng ta sẽ hòa vốn trở lại và có lời trở lại. Nhưng mà rủi thay là những cái khoản đầu tư, những cái hoạt động, những cái thương vụ đầu tư kinh doanh nó thường không như vậy. Nó giảm xuống, nó làm cho chúng ta mất tiền, nhưng nó
hoàn toàn là có thể sẽ tiếp tục giảm sâu hơn nữa. Chúng ta nghĩ rằng nó đã giảm đến mức không thể giảm hơn được nữa thì nó có thể sẽ giảm hơn được nữa. Và nó thường là như vậy. Lý do tại sao nó lại như vậy là bởi vì khi các cái việc mà anh chị và các bạn đầu tư kinh doanh có lời thì đôi khi cái tính ỷ y trong các cái câu chuyện mà anh chị và các bạn gọi là để đó để cho nó lời nhiều hơn nữa thì thường không có. Bởi vì chúng ta sẽ nhanh chóng chốt lời, nhanh chóng hiện thực hóa lợi nhuận. Chúng ta muốn mau chóng đạt được thành quả để có thể vui vẻ và hớn hở với câu chuyện chúng ta đã làm ăn thành công. Chúng ta chốt lời không chỉ vì chúng ta lời mà chúng ta chỉ thỏa mãn cái tư duy của chúng ta, đó là chúng ta đã thành công trong thương vụ này. Còn khi chúng ta lỗ thì chúng ta không nhận là chúng ta đã sai lầm trong cái thương vụ đầu tư. Chúng ta không nhận rằng chúng ta lỗ và chúng ta kiên trì với cái câu chuyện là tiếp tục giữ cái khoản đầu tư của mình từ ngày này qua ngày khác. Thậm chí chúng ta rất mệt mỏi vì cái khoản đầu tư đó. Có nhiều người thiệt hại rất lớn trong những khoản đầu tư thua lỗ nhưng vẫn rất là kiên trì để giữ và nó bắt đầu lỗ lên tới con số trên 15%, 16%, 17%. Một điều mà anh chị và các bạn phải nên nhớ rằng là gần như 90% các khoản đầu tư trong nền kinh tế xã hội đều có sử dụng cái gọi là đòn bẩy tài chính, tức là vay nợ. Khi chúng ta vay nợ với một cái tỷ lệ thông thường là 1:1, tức là chúng ta có 1 tỷ đồng, chúng ta sẽ vay thêm 1 tỷ đồng nữa để đầu tư. Và khi chúng ta lỗ 20% trên tổng giá trị đầu tư, tương đương với chúng ta đã lỗ 40% trên toàn bộ các cái giá trị thực tế mà anh chị có, tức là anh chị bảo là lỗ 400 triệu trên 1 tỷ đồng anh chị có. Lúc này cái tâm lý của chúng ta thực sự là đã được đẩy lên mức cao trào với mức lỗ từ 15 đến 20% trên tổng giá trị đầu tư, kể cả bất động sản hay chứng khoán đều như vậy. Thì chúng ta đã lỗ từ bao nhiêu, 30 tới 40% trên cái tổng cái gọi là cái giá trị tiền của chúng ta có. Và hàng đêm thì anh chị và các bạn sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Đôi khi thì cái việc ăn uống hay là những cái việc sinh hoạt thông thường sẽ bị cản trở do cái tâm lý của chúng ta nặng nề khi bị mất tiền và mệt mỏi. Nhưng lúc này đây nó còn chưa đủ anh chị và các bạn. Nó chưa được kích hoạt một cách đầy đủ. Cái thời điểm bắt đầu sẽ được kích hoạt đầy đủ hơn. Đó chính là cái thời điểm hòn tuyết bắt đầu sẽ lăn mạnh hơn. Tại sao chúng tôi lại nói hòn tuyết bắt đầu sẽ lăn mạnh hơn? Là bởi vì việc các tổ chức tài chính thu lại cái ô của anh chị khi mà trời mưa, tức là khi thị trường khó khăn, anh chị và các bạn bị lỗ nặng trong thương vụ đầu tư, thì các tổ chức tài chính cũng sợ rằng anh chị sẽ lỗ nhiều hơn và sẽ gây ra mất mát cái tiền vốn mà đang vay của họ. Trong các cái hợp đồng vay mượn họ đều ghi rõ rằng là họ có quyền xử lý tài khoản để thu nợ khi nào. Và trong bất động sản cũng vậy thôi. Khi anh chị và các bạn gặp rủi ro về bất động sản thì thường sẽ bị áp lực thu nợ của ngân hàng cũng như các cái lực ép liên quan đến anh chị và các bạn phải trả đúng hạn cái lãi vay cũng như những cái vấn đề liên quan đến áp lực tài chính vay nợ. Thì lúc này đây thì trong thị trường tài chính nó có một cái câu chuyện, đó là áp lực thu hồi nợ margin sẽ đẩy cái khoản đầu tư của anh chị giảm một cách bất thường. Tưởng chừng như nó đã về với cái gọi là giá trị thực nhưng nó sẽ bị cái hòn tuyết lăn thu nợ, bán thu hồi nợ, người ta gọi là bán khuôn margin. Trên thị trường tài chính thì rất dễ nhìn thấy, bất động sản sẽ khó nhìn thấy hơn. Lý do là cái thời gian xoay vòng của các khoản nợ và thời gian xoay vòng của cái giao dịch mua bán nó dài hơn nên anh chị và bạn không nhìn thấy. Nhưng thị trường chứng khoán thì sẽ nhìn thấy ngay, khuôn margin sẽ đẩy thị trường giảm rất sâu. Có những thời điểm tưởng chừng như là rất là phi lý, nhưng điều phi lý đó nó có nguyên nhân của nó. Nó đến từ việc đồng loạt các ngân hàng cũng như các tổ chức tài chính bán các cái khoản đầu tư kinh doanh của anh chị và các bạn để thu hồi nợ. Từ đây nó đẩy ra một cái hòn tuyết, nó đã lăn sâu hơn thì nó lại càng sâu hơn. Tôi lấy ví dụ như giả sử tôi bị bán ra để thu hồi nợ thì nó sẽ đẩy giá cổ phiếu bị bán một cách gọi là
bán quyết liệt bằng mọi giá để thu hồi nợ. Sau đó giá cổ phiếu giảm sâu hơn nữa sẽ đẩy các nhà kinh doanh khác hiện đang có tỷ lệ nợ gọi là không cao thành tỷ lệ nợ cao và tiếp tục sẽ bị thu hồi nợ bằng việc bán ra thu hồi nợ. Và nó đẩy giá cổ phiếu hay giá của các cái tài sản đầu tư giảm sâu hơn, bất thường hơn và gây ra cái tình trạng hòn tuyết lăn trên toàn thị trường, đẩy cho điểm số của cả thị trường cũng như là các cổ phiếu, các cái doanh nghiệp, các cái khoản đầu tư của anh chị và các bạn giảm nhiều hơn, sâu hơn từ 20 đến 25% so với cái giá trị thực mà anh chị và các bạn đã sử dụng các cái phương pháp để định giá. Đây là một trong những cái bí mật trong cái câu chuyện gọi là nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi kinh khủng hơn rất nhiều so với lại lòng tham. Nỗi sợ hãi có thể khiến cho tài khoản của anh chị và các bạn về con số 0 khi bị bán quyết liệt để thu hồi nợ. Anh chị và các bạn chỉ cần lỗ từ 30% trở lên thì gần như anh chị và các bạn đã mất tới 60% giá trị tài sản. Anh chị lỗ 30% trên tổng giá trị khoản đầu tư đồng nghĩa với anh chị và các bạn lỗ 60% trên giá trị của anh chị. Bởi vì anh chị và các bạn thường thì sẽ vay nợ là 1:1. Rất ít những nhà đầu tư gọi là đủ kêu gọi là tiền mặt để có thể chỉ đầu tư bằng 100% tiền thật của mình. Những chia sẻ của chúng tôi rất hy vọng rằng đem lại cái góc nhìn về cái bí mật của rủi ro, bí mật của nỗi sợ hãi, mong rằng giúp ích cho anh chị và các bạn định hình hơn, nhìn nhận đúng hơn về những cái việc và quản lý những cái khoản đầu tư của mình ngày càng hiệu quả hơn, đem lại cái lợi ích trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Hãy nếu yêu và cảm thấy video này hữu ích thì hãy để lại like, chia sẻ cũng như đừng quên là ủng hộ Thắng ơi bằng việc đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật những cái video hữu ích trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong một video vlog tiếp theo trong thời gian sắp tới. Thân chào, hẹn gặp lại.